Hello mọi người, hôm nay thì mời mọi người đi theo mình xem chốt test cái máy sạch nha mọi người. Đó, chốt kéo được cũng mấy đường rồi, bây giờ anh em mình sẽ đi ra ngoài đó xem ai đây nha mọi người. Đứng như thế này thì nó sẽ dễ thấy hơn. Đây chỗ này là thấy rõ luôn nè. Rồi, một hàng á, hai hàng, ba hàng, bốn hàng, năm hàng, sáu hàng, bảy hàng, tám hàng. Đó. Sôi đầu nước rồi. Đây mình sẽ giới thiệu cái nguyên lý hoạt động sơ sơ nha mọi người, chứ mình cũng không biết rành, có gì thì nhờ mọi người liên hệ chốt ha. Đây là cái bình dầu ăn 5 lít. Đây, đây là giống. Rồi, khi mà cái bánh xe này hoạt động á thì nó dính với cái, nó có một cái trục ở trong đây nè, nó lăn. Nó lăn á thì giống nó sẽ rớt xuống, rớt xuống cái miệng chai 247 nha mọi người. Đây, máy ồn quá không biết nói có mọi người có nghe hay không á. Thì ở đây là 1 học, 2 học, 3 học, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 học nha mọi người. Rải như thế này á thì nó rất là tiết kiệm giống luôn, một công chỉ có 10 kg thôi. Thường á, thì ở đây thì xạ tầm khoảng 14 kg cho một một công, nhưng mà rải như thế này á, thì tầm khoảng 10 kg thôi. À, rồi ở đằng trước này, cái này kêu bằng cây tầm ha. Rồi cột cột dây này làm dấu, tí nữa mà đi lại cái vòng sau thì nó sẽ không có lộn nha mọi người. Thôi, khi mà mình quanh đầu mình sẽ dở lên và nó sẽ không có ra giống nha mọi người. Đổ một lần như vậy là đi cũng rất là nhiều á. Bây giờ mình đi xuống đổ giống nha mọi người. Cái này hơi cực cái đổ giống, nhưng mà đổ một lần đi nhiều lắm á, đi được 4-5 vòng nha. Rồi xong. Nó không hút đầy luôn ha. Đầy quá, nó dẻ. Dẻ lại hả? Dẻ nó không ra hả? Ờ. Ở đằng trăm thì 8 phần nha mọi người. Đây. Cái máy này lúc trước là Út mua dây chai á mọi người, rồi Út về Út chế lại. Đó, thì nãy giờ quên nói với mọi người là ở dưới này nó sẽ có một cái tấm dán trạc đi trước cho đất nó bằng ha, cho đất nó bằng rồi giống sao nó sẽ thả xuống ha. Đó. Hai đường ghế lấy.
Đây, bây giờ qua bên đây thì dưới nắng à, mọi người sẽ thấy được rõ hơn ha. Đây là mấy cái hàng hồi nãy giờ kéo rồi nè. Đó. Nói chung thấy cũng ok lắm nha mọi người. Tùy mọi người nhận xét sao á. Chứ theo mình thì mình cảm thấy nó ok đó. Giờ mọi người đi xem cái đám ruộng hồi sáng chốt kéo rồi nha mọi người. Đây ruộng của anh Bi cũng ở trong đội bay luôn. Nói chung thì chỗ này có mấy công à, kéo hồi sáng thì anh kéo mới xong hồi sáng luôn á. Mấy cái đường xuôi như thế này á là dạng như bao giạc á. Ở ngoài đây nè. Thấy rồi, ở đây thấy rồi. Đây. Không biết mọi người có thấy không ta? Mấy cái đường giống màu vàng vàng đó. Đây là đường nước. Rồi, bây giờ mình sẽ zoom cho mọi người xem ha. Để lựa cái hàng nào đẹp đẹp nha. Rồi, mình sẽ zoom lên nha. Đó. Không biết mọi người thấy sao chứ mình thì thấy ok đó. Đó. Thì ai mà có muốn hỏi về cái máy á, thì mình sẽ để số điện thoại của chốt ở dưới mô tả ha. Có gì thì mọi người cứ gọi trực tiếp chút. Đây. Cái này là xạ 10kg cho một công nha mọi người. Đó, nó rất là tiết kiệm luôn. Xong thì bao dẹt rồi đàng hoàng. À, tầm 10 ngày nữa mình sẽ quay lại đây. Mình sẽ quay lại cho mọi người xem cái kết quả nó ra sao á. Nhưng mà vậy thì nó cũng thấy nó cũng khá ổn rồi. À, không dẫn anh chủ ruộng à, thấy sao anh Bi? Đẹp. Đẹp à? Lần đầu tiên mới làm luôn á. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hẹn mọi người ở video lần sau. Con nước chém dáng này đâu có sợ khô đâu.